anh chị em thân mến, hôm nay cùng với toàn thể giáo hội Việt Nam, chúng ta long trọng mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam. Các ngài là tổ tiên và là cha ông của chúng ta không chỉ theo dòng máu. Vì các thánh chúng ta mừng kính hôm nay không chỉ là người Việt Nam, nhưng thuộc nhiều quốc gia dân tộc. Các ngài đã đến Việt Nam để rao giảng tin mừng cho chúng ta. Các ngài không những rao giảng bằng lời nói, bằng gương đời sống, nhưng còn bằng cách hy sinh chính mạng sống của mình để làm chứng cho Thiên Chúa đấng mà các ngài rao giảng. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn cùng anh chị em nhìn vào tấm gương của Thánh Phêrô đoàn công quý, vị thánh tử đạo thuộc giáo phận của chúng ta. Cha mẹ thánh nhân muốn rằng quyền quý nguyên quán ở đằng ngoài, tức là ngoài Bắc, đã từng phò vua giúp nước. Sau có lẽ vì lý do tôn giáo nên đã đến lập nghiệp tại nước Mông và sinh ra thành, và cha mẹ ngài đã sinh ra thánh nhân vào năm 1826. Ngài là con út trong một gia đình 6 anh chị em, bản chất thông minh, được cha mẹ cho học chữ nghĩa, hấp thụ nền nho học, hy vọng sẽ nối nghiệp cha làm rạng rỡ gia phong. Nhưng ý Chúa lại muốn ngài trở thành tông đồ của Chúa, nên đã khơi lên cho ngài ước vọng dâng mình cho Chúa. Được gia đình chấp thuận cho theo cha Tám, là cha Sở Búng lúc ấy. Cha Tám đã giới thiệu ngài với cha bề trên Joan Mix để học Latin, rồi sau đó được gửi về học tại Chủ Trung Viên Thiên Hệ. Năm 1848, được gửi đi học tại Đại Trung Viên Penang ở bên Malaysia. Sau 7 năm tại Penang, ngài trở về Việt Nam và được thụ phong linh mục tại nhà thờ Thủ Dầu Một của chúng ta, lúc ngài 32 tuổi. Làm linh mục xong, ngài đã phục vụ tại Lái Thiêu, gia đình Biên Hòa, rồi được sai đi làm cha phó ở Cái Mơn thuộc địa phận Vĩnh Long. Chỉ 3 tháng sau khi về Cái Mơn, quân lính bao vây dòng bến Thánh Giá Cái Mơn để lùng bắt giáo sĩ, nhưng không có vị nào ở đó nên lính bắt giam một số nữ tu để tra tấn, khai thác các chị về chỗ ở của các linh mục. Nghe tin các nữ tu bị bắt, cha Quý muốn nộp mạng để lĩnh tha cho chị em, nhưng bị giáo dân ngăn cản. Cha vẫn muốn hy sinh tính mạng để cứu các chị, và chỉ bỏ ý định này sau khi đã bị bề trên ra lệnh cấm. Từ đó, cha cải trang làm thường dân đi thăm viếng an ủi và ban các bí tích cho giáo dân. Sau cha được sai về đầu nước Cù Lao Chiêm, tỉnh An Giang, và chỉ 10 ngày sau khi về đây, Tổng đốc An Giang được mật báo có Tây Dương đạo trưởng trú tại nhà ông Lê Văn Phục, quan sai 100 lính đến vây làng. Nghe tin này, cha Bách Nốt định đề nghị cha Quý cùng đi trốn, nhưng cha Quý ngại mình là người bản xứ, lính không nhận ra nên ở lại. Sau khi cha Bách Nốt đi khỏi, lính nhập tới, cha Quý chạy vào ẩn nấp dưới sàn nhà. Quan ra lệnh cho ông Phục chủ nhà phải nộp đạo trưởng, nếu không sẽ bị lính đòi. Ông Phục nhất mực không khai. Bây giờ lính hỏi cháu ông Phục mới lên 10 tuổi. Lúc đầu em không nói, nhưng sau bị đe dọa nên em đã bẩm báo cha Quý đạo trưởng, nên lính đã cột trói ngài và sắp đi cùng với ông Phục và 32 tín hữu khác. Thấy Thánh Quý còn trẻ, quan dù dỗ ngài bỏ đạo và hứa sẽ tha chết nếu chối đạo. Thánh Quý giọng đàng trả lời: thưa quan, tôi là người giảng đạo, làm sao tôi lại bỏ được? Hơn nữa, đây là chính đạo, vì chỉ dạy những điều tốt lành chứ không phải là tà đạo như quan đã hiểu lầm. Dù gió hối, quan thảo bản án chẳng quyết và gửi về Kinh Đô.
7 tháng trong một thánh quỹ đã động viên các bạn tù cử hành các nghi thức và đọc kinh Minh Côi chung với họ. Ngày 30 tháng 7 năm 1859, bản án trảm quyết từ Kinh Đô gửi về, và ngay sau và ngay tức khắc, tức là 31 tháng 7 năm 1859, Ngài đã bị chém đầu cùng với Thánh Phụ. Anh chị em thân mến, Thánh Phêrô Đoàn Công Quý là cha ông của chúng ta, không những theo dòng máu nhưng còn là cha ông chúng ta vì đã hy sinh mạng sống để truyền đức tin lại cho chúng ta. Chúng ta cung kính nhắc nhớ công ơn của Ngài để cảm tạ Chúa, nhưng đồng thời cũng cam kết noi gương Ngài để luôn trung thành giữ vững đức tin và truyền bá đức tin lại cho con cháu chúng ta cũng như cho những người chung quanh chúng ta. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai thường hay nhắc tới các thánh tử đạo như những chứng nhân có giá trị để công bố mầu nhiệm cứu độ, và bảo chúng ta phải đặc biệt chú ý tới chứng từ của các ngài trong cuộc sống và trong việc rao giảng tin mừng. Chúng ta hãnh diện và vui mừng khi nhắc lại những sự tích anh dũng của các ngài, nhưng đặc biệt chúng ta hãy noi gương các ngài để sống đời sống chứng nhân cho Chúa Kitô, cho tin mừng giữa đời. Có lẽ chúng ta không được phúc đổ máu ra để làm chứng cho đức tin, nhưng chúng ta có rất nhiều dịp thuận tiện để tuyên xưng đức tin ấy tại gia đình, trong thôn xóm, nơi xưởng thờ, trước những người mà chúng ta giao tiếp hay cùng sống, cùng làm việc, để sống đạo, để đem tin mừng thấm nhập vào cuộc sống hàng ngày, vào những tập tục của quê hương làng xóm, vào những yếu tố văn hóa của địa phương. Chắc chúng ta phải cố gắng và hy sinh nhiều. Giáo phận Phúc Cường của chúng ta hân hạnh được Thánh Phêrô Đoàn Công Quý là quan thầy bầu cử cho chúng ta trước tòa Chúa. Vì thế, chúng ta cũng phải noi gương bất chấp người trong cuộc sống đạo hàng ngày, cũng như can đảm để tuyên xưng đức tin trong mọi nơi mọi lúc, kể cả khi phải hy sinh tính mạng để trung thành với niềm tin này. Anh chị em thân mến, chết là lột xác, là đổi mới. Chết đây là từ bỏ cuộc sống cũ để sống một cuộc sống mới. Chúng ta chết cho bản thân, cho xác thịt, cho thế gian, cho ma quỷ, để được tham dự vào sự sống của Chúa, sống theo tin mừng, sống cho tha nhân. Để có thể thực sự lột xác, chúng ta hãy nhìn vào Chúa Kitô. Ngài dù là ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng người đã tự hủy ra không, mặc lấy thân phận tôi đòi, hoàn toàn giống như một phàm nhân, ngoại trừ tội lỗi, và đã vâng lời cho đến chết, và chết trên cây thập tự, như Thánh Phaolô đã miêu tả cho chúng ta. Cha ông chúng ta đã lấy máu đào để nói lên lòng tin cậy phó thác và trung thành với Thiên Chúa. Chớ chỉ chúng ta không biết dùng mọi phương thế như cầu nguyện, tĩnh tâm, nghiên cứu, học hỏi để củng cố và trau dồi đức tin. Chắc chắn việc ấy đòi chúng ta phải hy sinh thời giờ, tiền bạc, công sức, buộc chúng ta phải chấp nhận mất mát, thiệt thòi ở một mức độ nào đó. Nhưng so với cái chết hồi hình thật giá của Giêsu và với bao cực hình các vị tử đạo cha ông của chúng ta đã chịu, thì những cái đó có thấm và đúng. Trong chúng ta là các thánh tử đạo đã bị oan ức và hành hạ trăm chiều, nhưng các ngài đã không một lời oán trách, không chút hận thù đối với vua quan hay lý hình. Trái lại, các ngài luôn tôn kính, yêu thương, khoan dung, tha thứ. Chúng ta hãy nỗ lực khiêm nhường, yêu thương, hòa đồng và phục vụ với theo tinh thần phúc âm với những người chung quanh, như thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thường nhắc nhở và chúng ta cũng đã triển khai. Máu các thánh tử đạo là giống cho vãi đức tin. Máu cha ông chúng ta đã thấm vào từng thớ đất hình chữ S này. Nhờ vậy, hạt giống đức tin đã được gieo vào quê hương Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Chúng ta hãy góp phần vào việc làm cho hạt giống đức tin ấy nảy mầm, mọc thành cây và sinh hoa kết trái trong mùa gặp nước trời.
Nói khác đi, chúng ta hãy trở thành những người loan báo tin mừng cho đồng bào và cho anh em chung quanh của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta biết noi gương trong chúng ta để lại, để chúng ta biết lấy lời nói, việc làm mà làm chứng cho Chúa. Xin các thánh tử đạo Việt Nam, đặc biệt là thánh Phêrô đoàn công quý chúng ta mừng kính hôm nay, giúp cho việc rao giảng tin mừng của chúng ta được kết quả mỹ mãn nơi đồng bào Việt Nam trong thời đại của chúng ta hôm nay.